Chào cả nhà nha. Thì cả nhà ơi, bây giờ là anh Toản đi làm rồi cả nhà. Chút xíu nữa chiều chiều anh Toản về, cái Ngọc Minh với bộ nói là có gì khai ra đi. Ngọc Minh biết hết trơn rồi đó nghe. Không khai ra là không có xong với Ngọc Minh đâu. Thử xem phản ứng của anh Toản như thế nào nha cả nhà. Chút chiều chiều đi cả nhà, đón xem nha cả nhà ơi. Yeah. Ngồi đón hết trời. Lạ hả? Lạ lắm sao? Sao lạ? Rồi Thảo nói cho anh ngồi xuống ghế đi, em có chuyện này em nói với anh đi nè. Chuyện gì? Thì ngồi xuống đi rồi em nói cho nghe. Chuyện gì? Tự nhiên làm gì nó nghiêm trọng vậy? Ngồi xuống. Thì ngồi ngồi làm gì dữ vậy? Bây giờ em có chuyện này nói với anh đi nè. Chuyện gì? Anh á, có gì giấu em á thì khai ra nhanh đi. Chứ à, em biết hết trơn rồi đó. Anh giấu chuyện gì đâu, khai gì vợ? Thì chuyện anh làm mà em không biết là anh giấu em đó, anh hiểu không? Nhưng mà bây giờ em biết hết rồi, nói ra đi thì sẽ được phân hồng. Còn không anh mà không nói ra hả, tới chừng hỏi em nói ra cái hả là có chuyện đó. Bây giờ em cho anh nói trước nè, anh nói đi. Nói gì giờ trời, mới vậy đó bụng chết bây giờ, nói gì giờ đói bụng, đi vô cơm đây, khi đi vô cơm. Rồi giờ anh nói không? Nói vậy? Cái chuyện gì á, anh giấu em á thì bây giờ anh nói ra đi. Chứ không để hả, em mày nói ra một cái hả, là anh có chuyện gì em á. Biết cái gì thì anh nói à. Em biết hết rồi, giờ nói ra đi. Thì có cái gì đâu thì... Nói. Thì hồi nãy anh về anh ghé ngoài quán cà phê ở đầu đường á, anh ngồi anh uống chừng nửa tiếng à, hơn nửa tiếng tí rồi giờ chạy về đây nè, chứ có làm gì đâu. Đi nha, đi làm về thì người ta về tới nhà luôn đi. Đi làm về còn ghé quán cà phê nữa. Ủa, mà quán cà phê cái tên gì, ở đâu vậy? Nhiều quán cà phê của em đâu biết được đâu. Thì quán cà phê đầu đường á, quán con Linh á, nhỏ Linh chợ nó bán đó. Cái gì? Anh, trời ơi, trời ơi, vậy mà dám ghé quán cà phê của con Linh uống nữa hả? Thì ghé quán uống bình thường mà, có gì đâu thì... Bình thường hả? Ghé mấy lần rồi? Thì lâu lâu, ngày hai ngày ghé lần vậy đó. Ngày hai ngày ghé lần, anh dư tiền quá ha. Đi làm có tiền gì uống cà phê hết trơn rồi ha. Có đâu, đi có 10 ngàn à. Đi có 10 ngàn còn nói nữa, còn nói nữa. Có giấu gì đâu, thì gì có vậy thôi đó. Chứ hồi chiều nay về ghé uống vậy thôi, về đây liền nè. Bộ anh mê nó hay sao mà ngày nào cách ngày hai ngày cái là anh ghé này vậy hả? Mê đồng ơi, bảy mà. Ông mê sao ghé hoài vậy? Nhiều quán cà phê lắm mà sao không chịu ghé đi? Mà tự nhiên ghé quán ngay chỗ con nhỏ Linh chi vậy? Tại quán nó có phong thủy. Phong thủy gì? Anh nghĩ sao vậy? Quán nào cũng vậy thôi, quán nào cũng bán cà phê thôi. Phong thủy hả? Chứ con gái quán khác nào không bán khác. Liễu lụi nữa. Rồi bây giờ chuyện đó anh cho bỏ qua đó. Còn chuyện gì khác nữa nói nhanh đi. Chuyện gì nữa? Có chuyện đó không chứ có chuyện gì đâu. Anh có giấu không có chuyện đó mà đâu. Không ai giấu, tại anh không nói thôi, cái bình thường đâu nói đâu. Ừ, em nói rồi, em biết hết rồi, bây giờ còn chuyện gì khác anh nói đi, không nói là không được đâu. Em nói đi. Chuyện gì? Ngại cái đầu luôn bây giờ. Bây giờ nói không? Nói thì... Chuyện gì nữa? Thì anh cho nhỏ Linh nó mượn tiền. Cái gì? Không có. Anh cho nó mượn tiền đó hả? Thì nó kẹt vốn, nó nói là kẹt vốn lấy cà phê gì đó, anh cho nó mượn. Trời ơi là trời. Rồi cháu nó mượn bao nhiêu vậy? 3 triệu. Trời ơi, 3 triệu? 3 triệu. 3 triệu là tiền nó cho nó mượn. Thì tiền đi làm, thì tiền của anh có còn đó. Đi làm rồi về anh đưa cho em hết trơn rồi tiền anh cho nó mượn nữa. Thì cái gì mà thì nói nhanh lên. Chứ em biết hết rồi đó, anh không nói hết, có chuyện với em đó. Thì tiền của anh thì anh trả, anh đưa cho em, anh giữ đem thông tiền thưởng của mấy ổng thưởng mà anh, ngoài tiền lương. Tiền thưởng đó hả? Có tiền thưởng anh giấu em ở thưởng. Đất nè. Rồi cho nó mượn hồi nào trả chưa? Chưa có trả nó, bởi nó chưa trả anh không dám đòi, cũng kỳ quá, con gái mà không lẽ đi đòi nó kỳ quá, nên ghé uống cà phê trừ nên ngày nó cũng ghé uống hết trơn. Trời ơi là trời, không lẽ hả? anh cho nó mượn tiền rồi bây giờ hả, con gái rồi không đòi tiền, không lẽ anh cho nó mượn anh cho nó luôn hả? Không có, ghé uống
cà phê trừ tiền lên ngày nó cũng ghé chứ. Trời ơi, ai tụi em nữa, tức nè, tức là trời. Đi dạy gái nè, đi dạy gái nè. Nó còn mơ mởn quá mà. Nó tức nè chèn. Vậy chiêu nhiều rồi nhưng có cháu người đâu, mệt. Mới có nhiều đó thôi đi ha. Còn mới có nhiều đó thôi. Rồi bây giờ, trời chuyện đó cho bỏ qua luôn. Còn chuyện gì giấu em nữa? Anh đâu giấu chuyện gì đâu. Cho anh nói cơ hội anh nói mà anh không nói phải không? Hay là đợi em nói ra, em biết hết rồi. Anh cho một bạn mượn nữa. Không mà bạn mượn ít. Con Linh được 3 triệu cho một bạn mượn có 1.5 triệu à. Thằng Trung á. Cho nó mượn 1.5 triệu hả? Trung mà, Trung nó mượn nó trả mà. Nó mới mượn có hơn nửa tháng nay à. Trời ơi à. Có nhiêu tiền anh cho bạn bè anh mượn hết trơn rồi, còn tiền đâu mà lo trong nhà trong cửa vậy hả? Mà về tháng nào cũng đưa em đủ tiền lương trong mà, cái này tiền thưởng ghi. Anh dữ lắm nha, không dám giấu em ha, đi làm có tiền thưởng mà bây giờ còn giấu em, bây giờ lấy tiền thưởng nó cho người ta đi mượn hả? Đi mượn rồi không dám đợi luôn. Tại chưa đầu. Chưa đòi hả chứ ngu rồi chứ phải là không dám đòi không? Rồi mà những tưởng không? Chứ không phải không dám đòi không? Hả? Có ai như anh vậy hả? Có chồng nào giống như anh không? Người ta hả? Lừa lãnh luôn nè, vừa tiền thưởng tiền này tiền nọ hả? Về hả? Người ta mừng, người ta tủm tỉm, người ta đưa cho vợ người ta. Còn anh hả? Anh cũng tủm tỉm đưa cho em hết trơn, anh giữ đồng bạc nào đâu. Đưa hồi nào? Ta lương tháng nào về em lấy lột sạch trơn rồi. Lương thì em không nói, tiền thưởng tại sao không đưa cho em? Anh giấu cho em, bây giờ anh mới nói. Thưởng hả? Thưởng riêng mà. Ủa, rồi chết cái lỗ tai của anh luôn nè. Làm dưa chú ăn cho rồi. Bây giờ hả? Còn chuyện gì giấu em nữa? Hết rồi, hết thiệt rồi, không còn gì giấu hết trơn, không có nhiều nữa đó. Thiệt không? Thiệt em biết hết rồi đó, cho anh biết vậy đó. Biết cái gì nữa? Cái chuyện gì hả? Anh giấu em đều biết ráng hết trơn. Bây giờ anh hả? Thay ra không? Còn chuyện gì giấu em nữa? Hết chuyện đó rồi, cho mượn bạn mượn tiền rồi, giờ còn chuyện gì nữa? Hết luôn rồi, hết trơn rồi, không giấu gì nữa trơn á. Thiệt không? Thiệt. Nếu còn rồi sao? Còn sao? Còn thì thôi. Dạ, anh nói không? Nói. Chuyện gì? Anh còn giấu tiền trong cặp gạo gần 2 triệu trong nữa. Chàng đét tôi là chỗ không. Tiền không cho mượn, tiền này còn giấu, còn lợi còn giấu trong cặp gạo. Còn trong cặp gạo mà chưa cho em mượn. Tiền anh định đưa cho em mà anh chưa kịp đưa. Trong cặp gạo phải không? Trong cặp gạo. Đi vô thùng cặp gạo lấy ra đi nè. Thôi. Đi. Thôi mà. Đi không? Anh đi không? Đi. Đi xuống đây. A few moments later. Đưa đây. Ôi dạ. Một đen đồ dữ hen. Anh thấy yêu mày. Đó, thấy không? Tại anh không á, mà em thấy ho nữa nè. Tiền mất cáo luôn nha. Tiền cất mà, cất phải mới. Ôi trời, thơm phức cái mùi tiền luôn. Tiền phải thơm tiền cho lựa tiền tạo tạo đẹp. Anh có còn xem em là vợ của anh đó không? Hả? Thì còn xem là vợ mới giấu, chứ không xem vợ đâu, giấu không gì đâu. Anh giấu làm gì? Anh giấu để làm gì? Thì em vợ anh đem chứ không đem, không đem giấu rồi đem ra em lấy hết sao? Có xem em là vợ mới giấu đó. Còn nếu không là vợ anh bỏ tiền mặt ở ngoài nữa là dám lấy. Em là vợ anh xem là vợ mà sao bởi đem ra nếu em thấy em lấy hết nên em nên phải giấu. Anh hay lắm nha. Cái gì hả? Em hả? Em không biết hả? Anh giấu em tới chừng nào? Làm sao em biết được số tiền này chứ? Làm sao em biết anh cho tiền cho bạn mượn bè mượn xong mà không dám đòi luôn ha? Dữ thiệt chứ. Nói tự, hết chơi rồi, không giấu cho chân thiệt luôn hết luôn. Hết rồi. Chưa? Hết luôn, hết tiền rồi, sạch luôn á. Cho con nhỏ kia nó mượn 3 triệu, ông bạn 1.5 triệu, 4.5 triệu ở đây. Để chừng nào đi đòi? Còn 1 triệu mấy rồi, khoảng 6 triệu hết rồi. Anh hay quá nha. Mình hay ha. Đêm nay hả, đừng có vô mà ngủ chung với em nha. Nói rồi á. Cho lại 500 thôi. Cho cái bẹn này chứ cho. Bởi hỏi coi là vợ không đó, bởi coi là vợ mới giấu đó. Bây giờ đem ra cái hết trơn đó. Nhờ như vậy đó. Anh biết khai ra. Không khai. Chứ không ơi hả, làm sao em biết được ha. Bởi em biết, bởi vì em biết được, bởi đâu còn bạc đâu. Em không biết mới còn đó, bây giờ biết lấy sạch hết luôn rồi bỏ giấu một bãi rồi. Bây giờ còn gì giấu em nữa không? Còn gì giấu đâu? Còn không? Thiệt rồi, giờ
không còn giấu cho hết tiền luôn. Anh không giấu gì đâu, hết tiền rồi. Hết tiền luôn phải không? Hết luôn rồi, hết luôn rồi, hết thiệt luôn á. Anh mà còn gì ha, giấu em nó hả, làm biết biết rồi với em nghĩ trần hay gì đó. Không có tha nhanh anh đâu. Ủa mà sao không biết? Em có biết đâu. Em thay ra. Vì sao nó biết hết trơn rồi? Em biết anh hết trơn rồi. Thì em nói vậy, em không nói vậy là em không nói, em không biết hết trơn rồi sao anh thay ra được. Ủa vậy là em đâu biết anh đi uống cà phê với cho con nhỏ Linh mượn tiền với thằng bạn mượn đó hả? Sao biết được, ở nhà sao biết? Tiền cái dấu này em biết không? Không. Dạ. Là gì? Cho anh xin lời. Không có bao giờ tiền vô túi của em là tiền của em rồi ha. Anh dám giấu em còn chưa xử anh nữa, đừng có đâu mà đòi tiền lại ha ha. Nghĩ làm được không làm được, nghĩ làm được tiền tối luôn. Ừ, không đi làm hả? Không đi làm hả? Hút cá mà ăn đi. Đi. Anh đứng lại đó cho em. Không. Đi đâu vậy? Ở lại. Không. Ở lại đó. Đứng lại. Cái giỏi đi luôn nha. Đi luôn nha. Đừng về nhà nha. Nhờ hả? Tự khai ra ha. Không đi nơi. Không ở nhà. Đó. Nhờ như vậy á mới biết ra được số tiền ổng giấu nè. Ổng giấu quỷ đen, giấu Ngọc Minh luôn đó. Bây giờ hả còn con nhỏ Linh 3 triệu, thằng Trung á 1 triệu rưỡi nữa. Nhất định á là Ngọc Minh sẽ kêu đi đòi để về đưa tiền cho Ngọc Minh nữa. Thôi bây giờ kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà.